Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 300.000 tốc cần có hiệu là GM nha bạn. Thì chương trình này góp này nó bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 và kết thúc vào ngày 16 tháng 4 nha bạn. Để tham gia ngày hôm nay mình lấy phần link mô tả thứ nhất của mình. Dù đầu tiên các bạn join kênh Telegram group nó nè các bạn. Sau khi các bạn join xào thì các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn follow like và tại Wish nha các bạn. Chiến thắng tát nè các bạn, đây là hệ sinh thái của bot Cardot nha các bạn, thêm kèo này khá là ngon đấy các bạn. Rồi các bạn copy từ htat này các bạn, chữ làm bắt rồi tất cả các bạn sao chép lên nè, các bạn nhấp vào tờ Twitter, các bạn follow và Twitter không có, nó không còn htat tăng người bạn thì mình bỏ qua nha các bạn. Thì các bạn việc theo dõi các bạn để đủ điều kiện cho một cái dáng chất lượng nên mình khuyên các bạn like nè, các bạn chấp nhận với Twitter nha bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nha bạn. Anh cộng mình. Anh cộng của cô. Anh cộng lấy vũ. Rồi tất cả các bạn bình luận một cái nha bạn. Good airdrop. Rồi bạn dán hashtag vào nha bạn. Rồi tiếp các bạn gì từ quyết thôi các bạn. Sau khi từ quyết xong thì các bạn bắt đáp lệnh nha bạn. Các bạn mở lên form ra tiếp tục nha các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền giùm mình trên lấy địa chỉ RC20 trên địa chỉ chocolate nha bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình. Đây hệ sinh thái của Polkadot nhưng mà nó chạy trên nền tảng Ethereum ERC20 nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào bay bên cùng nè. Phan các bạn. Các bạn chờ mình lấy địa chỉ TH mình nha. Rồi các bạn gì sao chép địa chỉ Ethereum mình các bạn. Rồi các bạn mất up lên nè các bạn. Các bạn dán vào đây giúp mình các bạn. Tiếp tục thì mailbox thì các bạn điền địa chỉ email mình vào các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lên cái link từ Wix, các bạn đã tạo Wix nữa các bạn. Thì trên tờ Twitter các bạn nhấp vào ba cho bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn bấm vào và chia sẻ nữa các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Bạn dán vào đây. Thì ở đây là lướt cấp xa kiểu mới các bạn. 2 + 3 = 5. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Một dán này không có ghép. Thì các bạn mở tại Twitter của bạn ra thì các bạn sẽ gặp username tại Twitter của tất cả các bạn. Cộng emo của anh này các bạn. Tiếp tục thì UID Telegram thì các bạn vào setting copy UID Telegram tất cả các bạn nha. Nhưng cái này thì các bạn khá là dễ dàng, còn bạn nào không biết thì mình cũng bó tay các bạn luôn. Rồi các bạn chỉ bấm gửi nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 300.000 tập cần có kèo là CIM, đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé.